Xin chào các bạn, và hôm nay mình sẽ demo cho các bạn cái hình ảnh thực tế của chiếc camera C6N của Ezvit. Và đây là cái hình ảnh thực tế lắp mà ở dưới tầng 1 để quan sát chỗ khu vực để xe. Và hiện tại đây là cái hình ảnh lúc gần 9 giờ tối, và với cái hình ảnh này là có điện và hình ảnh có sắc nét. Và bây giờ mình test thử cho các bạn cái chế độ điều khiển trái phải lên xuống của chiếc camera Ezvit. Và quý bạn cần tư vấn hay cần hỗ trợ thêm với cái sản phẩm camera Ezvit C6N này thì bạn comment nhắn tin Zalo ngay số điện thoại mình để bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Và quý bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy giúp đỡ mình bấm đăng ký kênh và nút chuông để khi mình ra video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích và mình có nhiều nỗ lực ra nhiều video hơn. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Hẹn quý bạn ở video tiếp theo.